OK, xin chào các bạn. Mình là Hoàng Anh, huấn luyện viên của Sumo Gym. Chào mừng các bạn đến với cả buổi tập thứ 3 trong phase thứ 4 của STTV mùa 3. Và bài đầu tiên chúng ta hôm nay sẽ là Ben with Ben. Thì với bài này ấy, giống như hôm qua Giang cũng tập rồi, thì hôm nay lịch của Dương sẽ là tập bài này. Thì mình sẽ nói thêm một chút, đấy là cái bài này thì cái dây của nó sẽ kéo xuống, các bạn đừng có thả tạ giống như là kiểu bình thường ấy. Thả phát dây nó kéo cho phát là thối ngực luôn đấy. Lúc tập thì lên kiểm soát đường đi của tạ, chứ không lên thả. Một, hai, ba, bốn, bảy, một, sáu, bài nào mình cũng kỹ phạm được trừ đúng bài đấy ra. Thôi nhờ. Một, hai, ba, bốn, cuối. Rồi, đẹp. Buổi sau bắt có khi bắt này được. Rồi, chúng ta cùng đến với cả bài tiếp theo của Dương. Đấy là overhead. Thì bài này thì chúng ta sẽ là 50 cái chia cho 4 set. Thì set đầu tiên phải cố gắng làm được khoảng từ 15 đến 16 cái thì mới mong là không lỡ. Vào giờ. 4 giờ đấy. Đồng lắm, tập sớm thì sớm. Tập không anh chụp bài tập rồi. Một là anh tập bây giờ, hai là anh đi về. Thế thôi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10, 4, 5, 6, 7. Tám cái. Năm ngoái chả đẩy thế này, cũng 50 cái. Em ơi, cheat các kiểu đi. Tiếp đi. Không cheat được. Tiếp đi. Một cái nữa. Thôi. 11 4 5
6 7 8 8 Cố cái nữa 8x5 6 7 Thôi được rồi. Nào, thừa một nào, đấm tay cái. Chúng ta cùng đến với cả bài thứ 3 của Dương, bài đáng mong chờ nhất trong phê này. Jesus Squad. Vào 8 cái, bài vui nhất trong cái phê này. Đúng rồi. Hai. 3. 3. 4 5 lên nửa được 6 7 8 rồi tháo bớt miếng nhá. Rồi 1 2 Cẩn thận nhá, đầu gối mà cứ nhấc ra nhiều nó làm phật phát thì. À. 4 7 Rồi, mình sẽ đến với bài tiếp theo của Dương nhá. Sẽ là bài Box Squat. 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 2 9 2 0 2 3 2 7 2 8 2 9 2 0 2 3 2 3 2 4 2 8 2 9 2 0 2 1 2 Rồi. Và giờ thì anh chúng mình đã kết thúc buổi tập ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì mình xin được cảm ơn nhà tài trợ Ochovit cũng như nhà tài trợ Pinkman cũng như hãng áo UC đã tài trợ cho STTV mùa 3. Nếu các bạn có nhu cầu đăng ký tập luyện online, offline cũng như đăng ký mua sách chỉ dẫn cơ bắp 13 tuần giảm mỡ thì có thể liên hệ qua fanpage Small Gym, Instagram của mình là small.gym. Còn bây giờ thì bye bye.